Yeah, I feel that I'm
Kiss in the coffee bar, it's never luck and bar. The rings in your fingers, spinning your toes, music wherever you go. You don't fade in the small town world, but I feel you are a girl from me. The rings in your fingers, spinning your toes, you live a life nobody knows. You can win if you want, if you want to shower in. On your way, you always leave a life as morning, but I say, take my hand, follow me, or you got a bad friend for your life. You can win if you want, if you want to shower in. But come on, take a chance, you're a brand new one, you now. Take my hand for the night, and if it will be alright, I'll be tired. Burning deep inside my soul.
Sa pungero, huwag mag-asawa ng kapinsan.
Let's go to work.
the moonlit sky where dreams unfold. Stardust soothing, a tale untold. Silver streams, celestial grace. In the quiet night, love finds its place. Meteors whisper in the cosmic breeze. Stardust soothing, a sweet release. Constellations paint a canvas divine. In the stardust soothing, your hand in mine. Stardust soothing, a cosmic lullaby. In the velvet night, where dreams can fly. Galaxies swirl, a dance so true. In the stardust soothing, I find you. Diamonds in the sky, a shimmering sea. Stardust soothing, a symphony. Aurora's dance with a vibrant hue. In the stardust soothing, our love anew. Celestial winds carry whispers light. Stardust soothing in the gentle night. Stardust soothing, love leaves its mark. A stardust soothing, a cosmic lullaby. In the velvet night, where dreams can fly. Galaxies swirl, a dance so true. In the stardust soothing, I find you. Through the Milky Way, nightly secrets in the celestial map. In the stardust soothing, there's no gap. Wide echoes of the cosmic dome. Stardust soothing, our hearts find home. A cosmic serenade, a sweet refrain. In the stardust soothing, love will sustain. Stardust cosmic lullaby. In the velvet night, where dreams can fly. Galaxies swirl, a dance so true. In the stardust soothing, I find you.
mới dành lên nó đấy, dành ra là đúng mà mới lên đầu chơi đấy, lên coi cái lực lượng đấy cụ thể hiện gì mà đưa về hội nghị là trái làng quả trước thì có anh lời là trái làng có ý định để hỏi vợ cho anh ấy mà không được, trái làng quả hái thì là anh tránh bắt đầu có vợ ta cứ tự anh ra lời qua hôm nay. Con không biết lên, Hay con xin được ý kiến của văn chất là anh Sơn đó là trái chú quả này thì con xin có vài lời thì lời đầu thì con hãy lời cho bác được cái mới á, xin lỗi là vì hôm nay thì thầy đọc thì đông nhưng mà thầy không phải nhận đến đấy thì không biết là tinh thần công việc có làm được không nhưng mà tinh thần thì thầy ít quá thì con xin lỗi bên hội nghị bên các ban ngành thông cảm cho quả cho con thì trước tiên đầu năm thì con hai nơi cho bán trường trái với thì cũng khỏe thì chúc được nhiều điều may mắn và đặc biệt là nhiều hơn nữa trong năm mới.
con thì chúng con làm tốt công việc, thì thực ra bây giờ thì chúng con chưa làm ra được, chúng chưa biết được là sẽ làm như thế nào, nhưng mà con thấy những nhiều việc quả nhiên được phải làm, thì con cũng giảm thời gian, con cũng bỏ được gian, con chỉ mong vậy thôi. Cách hội đồng phục vụ, nếu mà không có trai lang thì các cái việc khác để bảo vệ an ninh trật tự tất cả vấn đề, cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng, mà các anh cũng nên yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu. Thì tôi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này thiệt thòi kinh tế gì chưa, mặc dù là anh đồng hình cho giáo sư rất nhiều, nhưng mà thấy anh cũng béo rát đẹp lắm, tất cả nó đều tốt cả, cho nên là anh em đừng mạnh dạn, sau các anh và để lặn hòa rồi anh Sơn là những người đi trước, họ cũng không bỏ ta đâu, họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy, trong đó là đồng viên, trong đó là cách này cách khác, cho nên mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa, tức là giờ anh Nghĩa anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận việc, một lần nữa xin cảm ơn, và chúng ta sẽ hẹn một ngày khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó để họ các cái đầu trái này của văn lang Trai Lan khu và Trai Lan mới giao nhiệm vụ, đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin Trai Lan khóa hai tiếp tục trực cộng trong vài đêm nữa để chúng ta sẽ hoàn thành, chắc có lẽ các anh bỏ ra quá thời gian, nhưng mà một vài đêm cả sao cả không đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. bắt tay vòng nữa. Bây giờ